Chào các bạn, trong video này mình sẽ trả lời cho câu hỏi của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình. Bạn đã hỏi IC dao động bên trong cái bo nguồn LED driver nè, của cái mấy cái đèn LED khác như đèn Tiptector 8 hoặc là đèn LitBoost á, của cái hãng khác nha. Và cái so sánh với cái IC dao động của cái bo nguồn LED driver của đèn Tiptector hoặc LitBoost của rạng đông. Các bạn nhìn thấy trong bo trên bo mạch nè, IC nó các bạn nhìn thấy hai dấu rất giống nhau nha các bạn. Nó có cùng, các bạn nghĩ là nó sử dụng cùng là IC, nhưng thực ra là không phải nha. Mặc dù hai con IC này á đều là cái IC dao động, nhưng mà cái mức làm việc hay cái điện áp của nó là khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Thứ nhất ở đây, điều cần thiết ở đây là các bạn phải tra ra được cái mạch nguồn LED driver này á, nó dùng cái con loại IC gì. Ở đây á, trên cái bo nguồn LED driver của rạng đông nè, đa phần nó sử dụng hai con IC nha các bạn. Cái mã số của nó là BB3166 và BB2866. Còn đối với những cái bo nguồn LED driver của cái đèn khác á, rồi mình liệt kê ra một số như TC nè, 525 nè, TL1503 nè, 1502 nè, HA5832 nha các bạn. Thì đối với những cái, đây là cái IC cho đèn LED rạng đông ha. Thì ở đây á, mình có một số lưu ý nè. Các bạn quan tâm cho mình cái chân VCC, là chân số 4, là chân cấp nguồn của nó nha các bạn. Như cũng các bạn cũng đã biết á, đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó nha các bạn. Nói chung là trong cái bo nguồn LED driver của rạng đông á, là mấy bo nguồn LED driver của cái hãng khác thì nó bình thường giống nhau. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó. Mình không sẽ không giải thích về cái nguyên lý hoạt động của nó nha các bạn. Tại vì trong những video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà vẽ mạch nè, rồi cách nguyên lý hoạt động của nó hoạt động như thế nào. Thì video này mình nói về cái chân linh kiện, từng chân loại chân. Video này mình nói về cái con IC dao động của bộ nguồn LED driver này, thì có một số cái chân chức năng của nó nha các bạn, chân chức năng chính luôn. Đây nè các bạn, đây mình có tra trên mạng mấy cái datasheet của cái con IC, từng con loại IC nha các bạn. Đây IC bo nguồn LED driver của rạng đông ha. Nó dùng, mình giả sử như cái dùng cái con BB2866 nha. Như cái chân số 1 của nó là chân mát, nó đối mát nha. Cái chân số 2 bỏ không để chống NC. Chân số 3 của NC luôn. Chân số 4 của nó là cái chân cấp nguồn của nó câu lên cái đường H, hay gọi là 2V nha các bạn, các HV. Chân số 4 này nó sẽ câu lên thẳng cái đường B cộng. B cộng là cái điện áp khoảng 310V DC nha các bạn. Là cái điện áp sau chính lưu ha. Thì sau cái tụ nó sẽ nối sau cái tụ C1. Cái tụ C1 nè các bạn. Đây là tụ C1 ha. Cái điện áp của nó là khoảng 400V nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy rõ nè, điện áp 400V nè. Cái dung lượng của nó là 4,7 microfarad. Đây là cái tụ lọc nguồn sau chính lưu ha. Và cái điện áp ra của nó tầm khoảng là 310V DC. Thì đối với những cái con IC mà trong cái bo nguồn LED driver của rạng đông á,
cái chân số 4 này nó sẽ câu thẳng trực tiếp lên đường 3 cộng luôn. Còn cái chân số 5, số 6 là cực máng của MOSFET bên trong IC dao động. Chân số 7 nó bỏ trống. Chân số 8 của nó là cái chân CS nha các bạn. Còn đối với những cái bo nguồn LED driver của cái hãng khác á, đây bo đèn LED của Trung Quốc á, cái chức năng chân nè các bạn cũng nhìn thấy tương tự nè. Chân số 1 nó cũng nối mát ha. Chân số 2 nó để trống, hoặc là nó nối một con cái con điện trở nha các bạn, điện trở chỉ số nhỏ ha. Chân số 3 là chân để trống nối NC luôn. Chân số 4 của nó là VCC. VCC là cái chân cấp nguồn cho IC dao động. Thì chân này á, cái nó ở những cái bo nguồn LED driver của hãng khác nó không nối trực tiếp lên đường B cộng, tại vì nó dùng loại IC khác, như mấy con loại này các bạn, cái dòng dòng khác ha các bạn, SL 1502 này, SL TL 1503 hoặc A 5832A. Những con này á, cái chân cấp nguồn của nó nhỏ, rất nhỏ nha các bạn. Cái điện áp của nó là nó rơi vào tầm khoảng 11 nè, nói chung là dưới 20V nha các bạn. Thì khi mà điện áp của nó là 310V DC á, nó qua hai con điện trở mồi, một con hoặc là một con điện trở mồi R, ở đây mình nói gì là hai con điện trở mồi nha các bạn, R1 R2, nó gây sụt áp, giảm cái điện áp từ 310V DC xuống nó còn khoảng là 12-18V, cấp nguồn cho cái chân số 4 của IC dao động. Là đối với những cái bo mà mạch LED driver thông thường này. Thì cái chân số 5, số 6 của IC nó cũng là cực máng luôn. Chân số 7 có thể nối với chân số 8 hoặc là nó bỏ trống. Chân số 8 là chân CS của MOSFET bên trong IC dao động. Thì đây mình đã vẽ chi tiết như thế này rồi. Rồi các bạn có thể hỏi một câu là có thể độ chế được, hoặc là có thể thay thế sàn linh kiện, sàn IC qua thay cho nhau được không? Thì đây sẽ có hai vấn đề nha các bạn. Thứ nhất á, nếu mà các bạn thay trực tiếp á, là chắc chắn là không được. Là do nó sử dụng khác IC nha các bạn. Ở đây á, ví dụ như mấy loại IC này nè, BB2866 nè, và như có con CL1502, 1503 gì đó, TL1503, là nói chung là khác loại IC nên các bạn không thể thay được nha. Trừ khi mà các bạn thay vô cha datasheet nè, các bạn thay vô IC tương đương thì nó mới có thể lên nguồn được nha các bạn. Nó phải đảm bảo được chức năng của cái mạch nguồn LED driver nó hoạt động được. Còn bình thường nào các bạn, nếu mà các bạn thay trực tiếp vô á, chắc chắn là không được. Nó không sao lên, nó sẽ đã không hoạt động được. Như đối với cái mạch này các bạn, cái trường hợp mà LED driver này á, nếu mà các bạn lấy cái con IC LED driver này nè của bo thường á, mà các bạn sàn qua cho bo nguồn LED driver đạn đông á, mà các bạn không qua mấy cái điện trở mồi R1, R2 á, là nó sẽ nổ IC luôn, chết IC này các bạn. Tại vì cái VCC nó cấp quá cao, nó sẽ chết IC. Như vậy là cái trường hợp này không được nha. Còn trường hợp mà các bạn lấy cái nguồn LED driver nè, bo nguồn LED driver rạng đông IC BB2866 mà các bạn thay cho cái bo nguồn LED driver thông thường này á, thì cái điện áp của nó, nếu mà các bạn nói trực tiếp á, là cái điện áp của này không đủ, không đủ để mà cấp nguồn cho IC này hoạt động, nên chắc chắn là cái bo này nó không hoạt động nha các bạn. Nè, mấy cái bo này khi mà các bạn thay lấy IC này sàn qua IC BB2866 các bạn sàn qua đây á, thì nó chắc chắn nó sẽ không hoạt động được. Còn trường hợp mà các bạn lấy con IC này nè của cái mạch nguồn LED driver mà các bạn sàn cho cái bo nguồn này á, là nó sẽ nổ. Như vậy á, là khi mà các bạn mắc trực tiếp như đây như thế này á, là chắc chắn là sàn qua sàn lại là không được nha các bạn. Nè, do nó sử dụng IC khác nhau nha, thì mỗi
loại con IC nó có cái chân số 4 với cấp biến áp khác nhau nên do các loại IC nó khác nhau nên cái mức cấp chân cấp nguồn á các bạn không thể là tùy ý nha, mà xe phải xem cái tra cái data sheet của nó nè, xem cái mức điện áp của nó có bao nhiêu thì các bạn mới cấp nguồn đúng cho nó mới hoạt động được nha các bạn. Còn đây mình nói về cái vấn đề mà cái này là vấn đề không được nha, còn cái này có thể làm được. Đối với những IC hư nè, các bạn có thể sàng qua sàng lại hai mặt được. Đây, cái trường hợp thứ nhất á, các bạn lấy IC có bao nguồn led rạng đông á, các bạn thay vào cái nguồn led driver thông thường. Khi mà có bao nguồn led driver thông thường nó bị chết IC á, thì do cái mức điện áp mà cấp nguồn cho IC á, khi mà các bạn thay trực tiếp cái con IC led rạng đông này nè, nó mức điện áp khá cao nha các bạn, nó nối vào chân B cộng. Nên trường hợp mà các bạn thay như vậy á, là IC nó không hoạt động do nó không đủ cái điện áp cấp nguồn cho nó. Cái giải pháp ở đây á, là các bạn phải tháo bỏ cái con điện chở mồi R1, R2 ra, rồi câu chân số 4 vào cái chân lên chân B cộng 310V DC. Đây là các bạn lấy con IC này á, các bạn thay vô được. Nhưng mà cái con R1, R2, R1 mồi đi chở mồi nè, nó gây sụt áp cho cái chân số 4 của IC nè. Các bạn nói chung các bạn bỏ hai con này đi, rồi các bạn câu nối tắt lên. Câu sao cho cái đường B cộng để giống như sơ đồ mạch đây nè, nó cấp nguồn cho cái con IC này. IC của làng led đặt đông này nó mới hoạt động được nha. Thì đây là cái giải pháp. Còn trường hợp trong thị trường á, các bạn lấy cái con IC của bao nguồn led driver thông thường mà các bạn thay cho cái bao nguồn led driver rạng đông được không? Nếu mà các bạn hàng trực tiếp vô thì nó sẽ nổ IC nha các bạn, do cái chân số 4 cấp nguồn của cái con IC led thông thường á nó rất nhỏ, nó tầm là khoảng tầm 12 đến 18V DC thôi, mà các bạn lấy câu trực tiếp lên cái nguồn B cộng là nó nổ IC, vì nó 310V DC là. Còn cái giải pháp ở đây á, là các bạn gắn thêm cái con điện chở mồi nha, để làm giảm cái áp cấp nguồn cho IC, sao cho cái điện áp của nó bằng cái điện áp hoạt động của nó, chân VCC cấp nguồn cho nó khoảng 12-18V. Đây trường hợp nè, các bạn lấy IC bên đây nè, các bạn sàng qua bên đây thì các bạn gắn thêm hai con điện chở mồi nha, thì các bạn xem cái điện áp của nó IC hoạt động như thế nào. Thì các bạn gắn điện chở mồi sao cho cái điện áp cấp nguồn chữ số 4 này nó bằng với cái điện áp theo tiêu chuẩn của nó, là nó hoặc IC này hoạt động nha các bạn. Chứ còn các bạn mà gắn trực tiếp lên câu cái nguồn B cộng lên đây á, là nó nổ IC nha các bạn, nó cháy mặt nha. Thì trên đây á, mình đã trả lời cho một bạn hỏi mình á, là thay được hay không, là có thể các bạn sàng qua sàng lại ok nha, nhưng mà các bạn phải độ chế một xíu. Sau đây mình sẽ test cho các bạn thấy cái mức điện áp mà cấp nguồn cho cái bo nguồn led driver này, cái IC của cái đèn led rạng đông á, và cái IC dao động của cái bo nguồn led driver thông thường nó như thế nào nha, cái mức điện áp VCC chân số 4. Rồi, ở đây mình đo cái điện áp của cái bo nguồn led driver trước nha các bạn. Rồi, mình lấy dây đồng mình hàn vào cái chân AC của bo nguồn led driver rạng đông ha. Rồi tiếp theo đây á, mình lấy một cái bo nguồn led driver của đèn led thông thường á, rồi mình hàn vô luôn. Mình đo cái điện áp chân số 4 nha các bạn. Nói chung điện áp cấp nguồn cho IC dao động á,
coi nó có chênh lệch như thế nào. Tại vì hai IC này nó dùng hai IC khác nhau nha các bạn, hai loại khác nhau, mặc dù nó có cùng chức năng. Cái thứ tự chân trên bên trong IC nó cũng khá tương đồng nha, nó chỉ khác nhau cái loại IC và cái mức điện áp cấp nguồn cho nó thôi. Rồi sau đây trước tiên á, mình sẽ đo cái điện áp của cái bo nguồn led driver thông thường trước cho các bạn. Các bạn để ý cho mình á, cái dấu chấm nha, dấu chấm là chân số 1 nha. Chân số 1 này á, nó nối mát thì các bạn chỉ cần chích cái que đo chân số 1, số 4 là ok cho mình. Tương tự như cái bo nguồn led driver của rạng đông luôn nha. Các bạn để dấu chấm này, chân số 1 là nó có chân số 1 của nó mình là nối mát. Ở đây mình dùng một cái dây nguồn AC nha các bạn. Rồi mình đo cái bo nguồn của led driver bình thường trước nha. Tiếp theo đây các bạn lấy cho mình một cái ổ cắm. Mình tiến hành mình đo điện áp trước nha các bạn. Rồi, ở đây mình dùng một cái đồng hồ VOM á. Mình sẽ chỉnh cái thang đo khoảng 1000 mdc đi. Tại mình chưa biết mức điện áp cấp nguồn như thế nào á. Còn nếu các bạn biết cái con này á, là nó có qua một cái con điện trở mồi nè. Đây, có điện trở mồi thì cái điện áp của nó là tầm khoảng 12 đến 18 mdc thì các bạn chỉnh cho mức 20 cho mình nha. Đây. Rồi, các bạn tiến hành đặt nguồn lên. Mình sẽ đo điện áp nha các bạn, trên chân số 4 ha. Các bạn thấy không? Đo là 11,44V nha các bạn. Là nó này xấp xỉ 12V nha. Mười một bốn lăm ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo cái bo nguồn này ra. Ở đây mình ghi trên đây là 11,45 nha các bạn. Điện áp đo được á. VCC nè, 11,45V. Đây là cái giá trị mình đo được của bo nguồn led driver thông thường ha. Tiếp theo đây mình sẽ đo cái giá trị chân số 4, coi nó điện áp có phải là 310 mdcp+ trong cái ô nguồn led driver rạng đông hay không. Các bạn cung cấp nguồn tương tự ha. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp điện nha các bạn. Ở đây á, mình sẽ chỉnh cái thang đo lên khoảng là 1000 mdc ha. Tại vì cái điện áp mình á, nó dùng IC loại này á, là dùng điện áp B cộng là khoảng 310 mdc đo được ha. Rồi mình sẽ bật nguồn lên.
phản đối được chương số 1, số 4 nha các bạn. Các thấy không? Mình đo được 314V nha. Đây là chính xác cái điện áp nguồn của nó nha các bạn, sau chính lưu ha. 314V. Đúng bằng điện áp B cộng luôn nha các bạn. Rồi, vậy là trong video này á, mình đã giải thích cho các bạn cái cách mà các bạn có thể làm thay thế IC vô động từ cái nguồn led đặc đông cho cái IC vô động bên mặt nguồn led driver loại khác nha. Có thể làm được khi mà các bạn biết cái điện áp, giá trị điện áp và các bạn tra datasheet coi IC nó là loại IC gì. Rồi xem cái sơ đồ chân, cái mức điện áp của nó như cái rạn đông thì nó xài là cái con BB2866 hoặc 3166 nè. Nó câu lên đường B cộng ha. Và cái chân số 4 của nó là chân HV là 2V đó, cao áp. Còn đối với bóng led driver loại thường á, trong bóng đèn tiếp led 8 hoặc là đèn led bút cách âm trần á, thì nó sẽ dùng IC mã số khác. Nhưng mà cái chân số 4 của nó, cái điện áp làm việc của nó nhỏ hơn mà, khoảng 11.45V nè, mình đo được 11.45V. Còn đối với cái này á, là cái chân số 4 của nó là chân HV nè, HV V4 nè. Chân số 4 của nó là 314V nha các bạn. Nên các bạn mà dựa vào đây á, các bạn có thể độ chế được sàn linh kiện qua bằng cách các bạn thêm hoặc bớt cái con điện trở mồi R1, R2. Hai này là điện trở mồi ha. Nó sẽ làm giảm cái điện áp 310V DC xuống còn khoảng 11V nha các bạn, 11.45V. Nói chung là các bạn có thể làm được nha. Rồi, vậy là video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.